chào các Pioneer, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Bạn đã nghe nói rằng mạng Pi được gọi là dự án dành cho người nghèo. Hay dự án của những người bình thường, nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì? Mạng Pi có thực sự đơn giản và dễ tiếp cận như vậy không? Hay chỉ là cơn sốt nhất thời? Rất nhiều người tự hỏi tại sao họ lại gọi Pi Network là dự án dành cho người nghèo. Hoặc cho những người bình thường điều gì ở loại tiền điện tử này đã thu hút sự chú ý của nhiều người bình dân thay vì chỉ những nhà đầu tư giàu có trong video này chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về p network và khám phá những ý tưởng lớn đằng sau nó chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao nó thu hút một lượng người theo dõi nhiệt tình từ những người bình thường và xem cách nó cố gắng làm cho tiền điện tử trở nên hữu ích cho đại chúng không chỉ cho tầng lớp tinh hoa dù bạn là người mới bắt đầu với tiền điện tử hay là một nhà đầu tư có kinh nghiệm câu chuyện này có thể thay đổi cách bạn nghĩ về tương lai của tiền kỹ thuật số vì vậy hãy ở lại đây và cùng tôi phân tích lý do tại sao p network được gọi là người bình đẳng vĩ đại trong thế giới tiền điện tử nếu bạn là người mới đừng quên xem lại các video trên kênh của tôi để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật hay tin tức mới nào của dự án p network hãy cùng nhau lan tỏa để nhiều người cùng biết và tham gia cùng nhau chúng ta làm cho cộng đồng pi lớn mạnh hơn nữa vì chúng ta có cùng đam mê trên con đường này bạn à và giờ hãy bắt đầu thôi nào nhóm phát triển pi muốn thay đổi điều đó họ hình dung một thế giới nơi tiền kỹ thuật số không chỉ dành cho một số ít người có đặc quyền mà còn cho hàng tỷ người không có ngân hàng trên khắp thế giới những người không tiếp cận được các dịch vụ tài chính truyền thống và bị loại trừ khỏi các lợi ích của nền kinh tế kỹ thuật số. Đây là một con số đáng kinh ngạc, với ước tính rằng có đến 1,7 tỷ người lớn trên toàn thế giới vẫn không có tài khoản ngân hàng. Bằng cách làm cho mạng Pi dễ dàng tiếp cận thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh đơn giản, những người sáng lập hy vọng mang tiền điện tử đến gần hơn với đại chúng thiết kế trực quan của ứng dụng và quá trình khai thác cho phép người dùng kiếm đồng Pi chỉ bằng cách bấm tia xét mỗi ngày đã khiến nó trở nên vô cùng thân thiện với người dùng. Ngay cả đối với những người chưa từng có kinh nghiệm với tiền điện tử. Một trong những lý do chính khiến Pi Network gây tiếng vang mạnh mẽ. Với những người bình thường là nó không ra đời từ mong muốn kiếm lợi nhuận, mà từ sự thấu hiểu sâu sắc về những thách thức mà người nghèo trên thế giới đang đối mặt. Những người sáng lập đến từ nhiều nền tảng khác nhau nhận ra rằng các hệ thống tài chính truyền thống từ lâu đã không đáp ứng được nhu cầu của người nghèo trên toàn cầu ở nhiều quốc gia đang phát triển việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cơ bản là một điều xa xỉ không phải là điều tất yếu các khoản phí cao yêu cầu nghiêm ngặt và khoảng cách địa lý với các tổ chức tài chính tạo ra những rào cản đáng kể sự thiếu thốn về tài chính này có những hậu quả sâu rộng giữ chặt người dân trong vòng xoáy nghèo đói và hạn chế khả năng tham gia vào nền kinh tế toàn cầu mạng pi hướng tới việc giải quyết điều này bằng cách cung cấp một giải pháp thay thế phi tập trung và dễ tiếp cận cho hệ thống ngân hàng truyền thống cho phép người dùng kiếm và giao dịch đồng pi trực tiếp từ điện thoại thông minh của họ dự án mở ra những con đường mới để thúc đẩy kinh tế cho phép những người không có ngân hàng tham gia vào thương mại điện tử tiết kiệm cho tương lai và thậm chí xây dựng tài sản theo thời gian. Một trong những lý do chính khiến Pi Network có thể thu hút được một lượng lớn người dùng đa dạng là sự tập trung vào sự đơn giản và tính dễ tiếp cận. Không giống như nhiều dự án tiền điện tử khác đòi hỏi kiến thức kỹ thuật phức tạp hoặc đầu tư tài chính đáng kể, Pi Network được thiết kế để thân thiện với người dùng, bao gồm tất cả mọi người đều sử dụng được. Quá trình khai thác. Chẳng hạn Đơn giản chỉ là nhấn vào một nút trên điện thoại thông minh mỗi ngày. Không cần phần cứng chuyên dụng hay kỹ năng máy tính cao cấp. Chỉ cần có sự tham gia và một chiếc điện thoại thông minh. Rào cản thấp này đã cho phép hàng triệu người, bao gồm cả những người có nguồn tài chính hạn chế, tham gia vào hệ sinh thái Pi. Hơn nữa, ứng dụng Pi Network có sẵn hơn 30 ngôn ngữ, giúp người dùng trên toàn thế giới có thể tiếp cận dễ dàng tầm nhìn với toàn cầu này rất quan trọng vì nó cho phép dự án thực hiện sứ mệnh của mình là trao quyền cho những người không có ngân hàng và những cộng đồng thiếu thốn bất kể vị trí địa lý hay rào cản ngôn ngữ đều có thể tham gia dự án p network một trong những hiểu lầm phổ biến về p network là nó là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng nơi người dùng chỉ cần khai thác đồng pi và ngay lập tức trở nên giàu có tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn khác p network là một dự án dài hạn được thiết kế để xây dựng và phát triển trong nhiều năm với mục tiêu cuối cùng là đạt được sự chấp nhận và công nhận toàn cầu không giống như các loại tiền điện tử khác đã trải qua sự tăng giá nhanh chóng và sau đó sụp đổ cách tiếp cận của p network thận trọng và bền vững hơn nhóm phát triển dự án hiểu rằng giá trị thực sự và lâu dài chỉ có thể được tạo ra thông qua quá trình chậm rãi và có phương pháp để xây dựng một hệ sinh thái tự duy trì và sôi động đây là lý do tại sao P-Network đã mất hơn 5 năm để đạt đến giai đoạn phát triển hiện tại, trong khi các dự án tiền điện tử khác có thể đã ra mắt nhanh hơn nhiều. Những người sáng lập nhận ra rằng việc tạo ra một loại tiền điện tử phi tập trung thực sự, lấy người dùng làm trung tâm. Đòi hỏi sự kiên nhẫn, làm việc chăm chỉ và sự hiểu biết sâu sắc về những nhu cầu và thách thức mà dân số toàn cầu đang phải đối mặt. Việc P-Network được coi là dự án của người bình thường hoặc dự án của người nghèo, là minh chứng cho tầm nhìn đầy tham vọng và cam kết kiên định của nó đối với tài chính toàn diện bằng cách tận dụng sức mạnh của điện thoại thông minh và thiết kế thân thiện dễ tiếp cận t network đang nỗ lực mang lại lợi ích của tiền điện tử cho đại chúng trao quyền cho những người không có ngân hàng và các cộng đồng bị thiệt thòi trên toàn thế giới mặc dù dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng và phát triển nhưng hàng triệu người đã tham gia vào hệ sinh thái Pi là minh chứng cho ảnh hưởng ngày càng lớn của nó và niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng dài hạn. Khi chúng ta tiếp tục điều hướng thế giới tài chính kỹ thuật số đang thay đổi, Pi Network nổi lên như một ví dụ sáng giá về cách công nghệ có thể được tận dụng để tạo ra một tương lai công bằng và toàn diện hơn. Vì vậy, nếu bạn chưa tham gia, hãy cân nhắc việc trở thành một phần của cộng đồng Pi Network và tham gia vào hành trình thú vị này. Cùng nhau chúng ta có thể giúp biến giấc mơ về một loại tiền điện tử phi tập trung lấy người dùng làm trung tâm thành hiện thực đó là tất cả những gì tôi chia sẻ hôm nay và giờ hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về p network theo bạn liệu p network có thành công không và bạn đã khai thác pi ngay bây giờ chưa hay vẫn còn băn khoăn điều gì ở p network hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn có thêm nội dung giúp bạn tìm hiểu nhanh nhất về dự án p network hãy like video này đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất của dự án p network một lưu ý nhỏ là video này chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin và giải trí nhằm lan tỏa để cộng đồng p ngày càng phát triển và thành công hơn không phải là lời khuyên đầu tư tài chính bạn nên cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư tài chính của mình còn ở p network nơi bạn không cần đầu tư tiền bạc chỉ cần đầu tư niềm tin và sự kiên nhẫn bạn sẽ thành công ở một ngày không xa cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo